Miley Cyrus và Liam Hemsworth có những khác biệt khó khỏa lấp. Ngay trước đó, Miley xuất hiện trong những bức ảnh thân mật nóng bỏng với một cô gái trong chuyến du lịch ở Hồ Câu Mâu, Ý. Khi cuộc hôn nhân mới chỉ kéo dài được 7 tháng, điều gì đã khiến cuộc tình nhiều thăng trầm và những tưởng đã đơm hoa kết trái bỗng trở thành dĩ vãng. Đối với những fan luôn theo sát mọi diễn biến của cặp đôi này, thông tin về sự chia tay không quá gây sốc bởi dấu hiệu của sự rạn nứt đã xuất hiện được một thời gian. Đã nhiều tháng qua, Miley và Liam không xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Lần cuối họ cùng sánh đôi trước truyền thông và công chúng một cách chính thức với tư cách vợ chồng là tại sự kiện thời trang Met Gala diễn ra ở thành phố New York hồi tháng 5. Những kỳ vọng khác nhau trong cuộc sống. Hiện tại, Miley đã sẵn sàng để cho ra những sản phẩm âm nhạc mới và trở lại với hoạt động biểu diễn, đi tu. Khoảng cách giữa hai bên càng lớn, những nguồn thạo tin cũng chia sẻ với các tờ tạp chí rằng chính những kỳ vọng khác biệt trong chuyện con cái cũng khiến khoảng cách gia tăng giữa hai người. Theo tờ tạp chí OK Book, nguyên nhân dẫn tới việc cặp đôi từng quyết định chia tay hồi tháng 7 năm 2018 cũng chính là bởi những khác biệt trong kế hoạch xây dựng gia đình. Sau đó, họ đã hàn gắn trở lại và đi tới quyết định kết hôn bằng một lễ cưới nhỏ, tổ chức giản dị hồi tháng 12 năm 2018. Trong khi Liam, 29 tuổi, đã sẵn sàng cho cuộc sống ổn định và trở thành một người cha, thì Miley, 26 tuổi, lại chưa cảm thấy sẵn sàng để làm mẹ. Khi được hỏi về chuyện con cái hồi tháng 7 vừa qua, Miley đã chia sẻ với tạp chí Elle, Mỹ, rằng cô không vội có con, lý do được nữ ca sĩ đưa ra là bởi những mối nguy đối với sự nóng lên của trái đất. Câu trả lời của Miley đã thực sự gây sửng sốt. Bên cạnh đó, Miley cũng khẳng định rằng cô vẫn còn bị hấp dẫn bởi nữ giới và cho rằng cuộc hôn nhân của mình với Liam khá rắc rối, phức tạp và hiện đại. Tôi là một người lập dị, tôi vẫn còn bị hấp dẫn bởi phụ nữ, tôi chắc chắn không phù hợp với hình mẫu người vợ chuẩn mực, tôi thậm chí còn không thích nói về điều đó. Tôi nghĩ điều này sẽ khá gây bối rối cho người nào kết hôn với tôi, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi hẳn là rất độc đáo. Và tôi không nghĩ rằng tôi sẽ chia sẻ công khai câu chuyện này, bởi nó khá phức tạp. Và cũng rất hiện đại, mới mẻ, đến mức mà tôi không nghĩ hiện tại nhiều người có thể thấu hiểu được. Liệu mọi người có nghĩ rằng tôi có thể ở nhà và đeo tạp dề để nấu nướng không? Quan niệm quá hiện đại về hôn nhân đến mức khó trụ lại trong hôn nhân. Chia sẻ với tờ tạp chí Vanity Fair hồi tháng 3, nữ ca sĩ cũng nói, lý do khiến người ta kết hôn đôi khi khá cũ mòn, nhưng tôi nghĩ lý do khiến tôi kết hôn không hề cũ kỹ. Tôi thực sự nghĩ cuộc hôn nhân của tôi là một sự lựa chọn rất hiện đại của thời đại mới. Chúng tôi đang định nghĩa lại về hôn nhân, phải nói trung thực rằng hôn nhân có diện mạo rất khác biệt đối với một người lập dị khác thường như tôi. Khác biệt là một phần quan trọng trong con người tôi, đó là niềm tự hào của tôi. Điều tôi luôn tin tưởng, đó là người ta dành tình yêu cho nhau không đơn thuần chỉ bởi giới tính, diện mạo hay bất cứ điều gì khác. Tôi dành tình yêu cho người khác gần như chỉ phụ thuộc vào yếu tố tinh thần, không liên quan tới sự hấp dẫn giới tính. Những mối quan hệ, những sự gắn bó đối với tôi hoàn toàn thuộc về một thời đại mới, mà theo tôi nó không còn phụ thuộc vào giới tính nữa. Về phần mình, nam diễn viên Liam thường khá kiệm lời khi nói về mối quan hệ tình cảm. Anh từng chia sẻ giản dị rằng anh thấy mình may mắn khi được ở bên Miley, và cuộc hôn nhân của họ đã khiến mối quan hệ giữa hai người có những cảm nhận khác biệt mới sau giai đoạn yêu đương thuần túy. Chia sẻ với tờ tạp chí Esther, Liam từng nói, chúng tôi đã ở bên nhau trong 10 năm, nên mối quan hệ cảm giác không có gì mới mẻ lắm, nhưng khi kết hôn, cảm nhận khác biệt hơn, tôi đoán vậy. Tất cả đều rất tuyệt vời và tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được ở bên cô ấy. Nói về đời sống hôn nhân, Liam từng lạc quan chia sẻ với tạp chí E. Mọi thứ thật tuyệt vời, chiếc nhẫn thật vừa vặn. Chiếc nhẫn cưới là một biểu tượng khi người ta đeo nó lên tay. Chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian dài và giờ là lúc để trở thành vợ chồng. Không phải mối quan hệ sẽ thay đổi mạnh mẽ sau hôn nhân, mà là bạn sẽ có những cảm nhận theo kiểu người vợ, người chồng, điều đó rất tuyệt. Tôi yêu thích cảm giác ấy. Tôi thấy hạnh phúc và biết ơn vì đã đi được tới giai đoạn này. Dù vậy, trong vòng một tháng trở lại đây, cả Miley và Liam đều nhiều lần xuất hiện trong những bức ảnh đăng tải lên mạng xã hội mà không hề đeo nhẫn cưới. Bên cạnh đó, Miley Cyrus trong một lần giao lưu với khán giả tại lễ hội âm nhạc Latin Buzi đã nói nửa đùa nửa thật rằng cô đã chán ngấy đàn ông. Cách thể hiện sau chia tay cũng khác nhau quá nhiều. Ở thời điểm hiện tại, Miley Cyrus đang tận hưởng kỳ nghỉ hè ở Ý cùng với một người phụ nữ. Cô tỏ ra vui vẻ, đắm say với cuộc vui, với bạn đồng hành. Khi thông tin về việc chia tay được chính thức xác nhận vào Chủ nhật vừa qua, các tờ tin tức rầm rộ đưa tin, phản ứng ngay sau đó của hai nhân vật chính rất khác biệt. Về phía Liam,
anh vẫn im lặng và không đưa ra phát ngôn chính thức nào, còn Miley vui vẻ chụp hình kỳ nghỉ hè của mình. Trong tuyên bố chính thức về việc cặp đôi chia tay, đại diện phía Miley chia sẻ ngắn gọn như sau, Liam và Miley đã thống nhất chia tay ở tại thời điểm hiện tại. Họ sẽ không ngừng tiến bước và thay đổi cả khi còn là một cặp đôi hay khi trở thành những cá thể độc lập. Hai người đã quyết định đây là điều tốt nhất để cả hai cùng tập trung phát triển bản thân và sự nghiệp của mình. Họ vẫn sẽ là những người chăm sóc tận tâm đối với những vật nuôi chung mà hai người từng cùng chăm sóc, đồng thời họ cũng sẽ dành thời gian riêng cho bản thân mình một cách đầy thiện chí. Mong tất cả sẽ tôn trọng lựa chọn và sự riêng tư của họ. Hiện tại, trong khi Miley đang đi nghỉ ở Ý, thì Liam ở Úc bên gia đình cùng với những hoạt động kỷ niệm sinh nhật tuổi 36 của người anh trai Chris Hemsworth. Miley và Liam gặp nhau lần đầu hồi năm 2009 trên phim trường bộ phim hài tình cảm lãng mạn The Last Song và kể từ đó, họ đã có một cuộc tình kéo dài 10 năm với những thăng trầm, lúc chia tay, khi tái hợp. Liam từng cầu hôn Miley hồi năm 2012, nhưng rồi cặp đôi chia tay một năm sau đó, họ tái hợp hồi năm 2015 và rồi kết hôn vào tháng 12 năm 2018 trong một hôn lễ nhỏ giản dị, tổ chức riêng tư tại ngôi nhà của gia đình Sizers ở bang Tennessee, Mỹ. Bích Ngọc. Theo OK, trên Vanity Fair. Bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.